kế hoạch thì kế hoạch kế hoạch nè. kế hoạch kế hoạch Phúc phúc pháp phương phúc pháp bằng phúc băng bọc phúc băng bọc à, đúng một thứ kia đó biết phương pháp phúc pháp phương pháp nè, phương pháp điện hướng định hướng á chính hướng chọn hàng à bằng hàng bằng hàng bằng hàng phương bằng hàng chỉ có ở đây đó cũng số năm hướng vào cũng số năm phục tổng thị thế năm bắc và giờ hướng so nam bộ thiên biệt bao nhiêu hiểu đông tây nam bắc đông ti và nam bắc xoa đông u tây xoa u choa xoa bên chục u ổn chục bay trái mà giờ ừ mà không chào nè đã rồi bên trái nè bên trên cái phải implementation 이거 보충인가? 정확하게 모르겠어요. 홍 비트 triển khai implementation 뭐뜻 뭐예요? 첸카이 tổ chức소축 조직 네 구성 네네 구성 네 아니면 기관이란 뜻도 있어요. 기관 오거나이제이션이 이거 그 오피셜리 아용그 팀일 때는 기관이라는 뜻도 있어요. 이 관, 예. 공사, 조직, 단지야? đánh giá, 행한 평가, 평. 네. 도유화. 도유, 최우화, 최우화, 도유화 낙관적인 낙관 낙관 trọng tin. 네 낙관 Lạc quan à? Lạc quan.낙관 네 명사니까 이피 Bì dung.네 비용 룰로 룰로 Rủi ro. Sao mà la rồi?위기, 위험, Bì cơ. 위기 관리, 리스크, 목표, 목 목적 예, 네, 아, 목표, 목표 아 목적 같아요. 아마 목표 목표하고 목적, 맞아요? 목적. 목적 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 네네 목적 땡볕 라 목적 mục tiêu mục chọn mục đích à tạm biệt nhé 읽어주세요 땡볕 읽어주세요 제가 땡한 읽을게요 네, một kế hoạch, kế hoạch hai phương pháp, phương pháp ba định hướng, phương hướng đông nam bốn triển khai, bắc trung quan chung bột chung, năm tổ chức, tổ chức tổ chức cơ quan cơ quan sáu đánh giá, thông ca bảy tối ưu hóa, lạc quan tám chi phí, dùng chín rủi ro, quy ghi quy không mười
Mục tiêu. Mục tiêu trao đổi kế hoạch Kế hoạch. phù hợp tập Bằng bọc. tình huống Bằng hàng. Thông so là mục. Cháu. trên cây Bồ trùng. Bồ trùng. tổ chức Chỗ trích. Cù song. Kỳ quan. nè tân gia Trong cả. tô yếu quá Lạc quan. chi phí Bì dùng. Bì lùi dùng. lộ Ủy kỳ. Ủy hòm. mục tiêu Mục tiêu. Mục trọng. nè xin tên sư cáo cao mốt đục cao mốt Câu 1. Doanh nghiệp cần phải có kế hoạch chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu kinh doanh. cao mốt doanh nghiệp cài phải có kế hoạch chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu kinh doanh ý nghĩa thì sao Tiếng Hàn là doanh nghiệp là shop, sao à vun shop. ừ, sao vun Shop không phải kế hoạch cần phải có kế hoạch. cho lập kế hoạch kín Trời lắc dài kế hoạch. dài là kín kín Kin. nè Kin nè trời lắc kế hoạch. Kin Ghi trời lắc kế video hoạch. hiệu. Ghi video hiệu. Phải. Khi cần là video hiệu. Kết thúc mục tiêu kinh doanh. Thường nhân. Dài Kinh hạn. doanh là thường nhân gì Để đó? Thường nhân. kinh doanh là còn nhỏ. Nè, thường nhân mục tiêu Còn rưỡi. nhau. Yêu Còn nhau một mục tiêu rưỡi kiểu về sau. đạt Đạt được. Yêu kiểu về sau. được cái Iru iru ta đắc đốc là iru ta hay gì. sao Iru tả. nè nè Iru tả. iru Iru ghi ki ủy hè so. kín 전략 계획이 필요합니다 À, kín trói lắc kế hoạch cười đây video hiểu nè nè sao hay video hay ai hiểu. nè nè sao hay Câu 2. Phương pháp tiếp cận thị trường là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị. phương pháp tiếp cận thị trường là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị. Ý nghĩa thiên hắn. Tiếp cận thị trường. Phương pháp Phương thành công thị pháp trường. bằng bọc Thị trường tiếp là cận thị trường. Thị trường. thị trang thị trường. À. Tiếp cận bởi tiếp cận. Tiếp cận là người Chẳng các bạn nhớ. tiếp Tiếp cận đó cận là chọc cưng. chọc học cân. Nè, tiếp cận. Chọc cưng. Khá Học cây cân. hả ta? Cần. Phương pháp tiếp cận thị trường sẽ là Tiếp si trang học cân bọc. bằng bọc Nên một phần. bằng Hắn phụ vân vân gì ta? Chúng yêu hắn là phụ một vân gì? phần là bộ vun Nên. Tiếp thì bộ vun là quan trọng của chiến lược tiếp thị. marketing, chơi giả. Marketing trói lạc. Với Marketing trói lạc cười. chúng ta phụ phụ Chúng nhé. yêu han bố vun. Mình Bố vun im gì đã. cũng tiếp cận thị trường là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị. Để cao bá. Câu 3. Định hướng chiến lược của công ty phải được điều chỉnh dựa trên phản hồi từ khách hàng và thị trường. À, định hướng chất lượng của công ty phải được điều chỉnh dựa trên được bảo hồi từ các hãng và thị trường. Ý nghĩa thì hắn định Định hướng hướng chất bán hàng lượng phía xa chất lượng qua công ty quê xa trói lập định hướng bán hàng hàng ngang ok
방향은 바이덕 phải được điều이루어야 chỉnh 유진 조정 à조정을 이루어야 돼요. phải được điều chỉnh 조정 유진 의 좋아. 센탄 dựa trên앞에 ở판나 đâu rồi?오이 Phản뚜 hồi dựa까캉 trên까캉 고객으로부터 고객과 시장으로부터 뚜 까캉 마디 중 고객과 시장으로부터 방향을 얻어야만 해요. 반포일라 반응 피드백 피드백 반응 네네 반응 반호이 피드백을 dựa trên Joachim, feedback. 잠깐만요. dựa trên là gì? Joachim là giàn. 기반. 이 반. 네. Joachim 기반으로 유친 조정하다. 조정되어야 합니다. 바이득 유친 조정되다. 조정 되다. 네. 오케이, 까봉. Câu 4. Triển까봉. khai các biện pháp tối ưu hóa sẽ giúp tăng cường hiệu quả của chiến lược kinh doanh.까봉 là trên cái các biện pháp tối ưu hóa sẽ giúp tăng cường hiệu quả của chiến lược kinh doanh. Inia thế hắn. Triển khai là kế son Hệ à? Không son, phải. các biện Triển pháp khai là gì? Tròn được phải không? 4번? tròn kè à? Nè, 잠깐만요. 최적화 조치를 실시함으로써 비즈니스 전략의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 최적화 전략 실시. Triển khai À. tối triển khai các biện pháp tối ưu비즈니스 hóa. 전략의 효과를 단순 향상 시키는데 도움이 될 거예요. 도의와 최적화 바이 벤팝 전략 방법을 실행 전개하다 태한 전개 전개. 네네네 젠가이 각 비나 바 도의와 최적화 최우화 최적화 최적화 전략 최적화 비엔팝 방법 전략 방법 각 전개 네 전개는 대접 도와줘요 땅콩 효과를 내는 걸 도와줘요 hiệu긴주한 quả경영 전략 젠룩 긴주한 còn phải lắm내 còn효과를 올리다. 땅콩. hiệu quả đi tăng cường á올리다. 즉, 땅콩. 올리 다 눈을 도와줘요. 즉, 세 즉. sẽ giúp네, 도와줘요. 올리게 해줘요. 올리 게 도와줘요. 도와줘요. 네네네. 까봉, 까우남. Câu 5. Việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện chiến lược.까우남 là bếp tân giả và giảm trừ lùi lộ là mô phân phong thế chứ trong quá trình thực hiện chiến lược. Inia thiên hân. Đánh giá là phong cả Và chăm chú lùi lộ nguy hiểm risk nguy hiểm vì họ người cảm xúc chăm chú nguy cảm hiểm sổ줄이는 거 cảm vì họ줄이기 chủ chủ lý기 tả
예, 줄이는 거는 라, 모, 반 하나의 반. 부분이에요. 통째 할수 아. 없어요. 규와 좀 과진 과정 중에 하나가 안, 어렵네요. 잠깐만요. 남 불가피한 홍대쭉 불가피하다 필요하다 민라깐 꽁태추라깐 깐 콘텐츠 불가피하다 네 꽁태추라 불가피하다 라 오이 쌤쌤 필요하다 깐깐 과징 다그 비하다 현 전력 전략에 특효는 얻다. 전략을 얻는 과정에서 꼭 필요한 부분입니다. 홍태주. 네 네. 오케이 네. 아, 암독 가우팅 벳 도이세 독 테오 엠. Doanh một doanh nghiệp cần phải có kế hoạch chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu kinh doanh. Dồn nhét cần phải có kế hoạch chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu kinh doanh. Hai, phương pháp tiếp cận thị trường là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị. Hai, câu hai, phương pháp tiếp cận thị trường là một phần quan trọng của chiến lược tiếp thị. Ba, định hướng chiến lược của công ty phải được điều chỉnh dựa trên phản hồi từ khách hàng và thị trường. Nào ba, định hướng chất lượng của công ty phải được điều chỉnh dựa trên phản hồi từ các hàng và thị trường. Câu 4, triển khai các biện pháp tối ưu hóa sẽ giúp tăng cường hiệu quả của chiến lược kinh doanh. Nào bốn, triển khai các biện pháp tối ưu hóa để trước tăng cường hiệu quả của kinh toán Câu 5. Việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện chiến lược. Đầu năm việc tăng trưởng và chăm chú lũ lô là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện chiến lược. Mẹ, thiên an, ạ Iconen 이거는 아, 한번 보고 계획 계획이고요. 통합 방법 진행 방향 지엔카이 실행 도축 조직 단자 평가 투구와 최적화 Để cho khóa비비 비용 루일로 위험 tình목표 hòm네, mục대한 tiêu나 기업은 lượng장기적인 비즈니스 목표를 달성하기 위한 전략적 계획이 필요합니다. 기업은 장기적인 비즈니스 목표를 달성하기 위한 전략적 계획이 필요합니다. 아, 공티 간, 빨 간, Doanh nghiệp계획, 전략, cần có kế hoạch để đạt được mục chiến tiêu lược để kinh đạt được doanh dài, kinh mục doanh tiêu dài. kinh doanh trang kỳ cho kim dài hạn Dài, kinh doanh. business là kinh doanh. Anh chỗ nghiệp trái qua công ty căn kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu kinh doanh Business business là business business là gì? kinh doanh Là còn nhong còn nè nhong yeah, chọn nhau nhờ chọn nhau còn nhong hà hộp nè câu hai할게요 시장 접근 방법은 마케팅 전략의 중요한 부분입니다
Hẹp 시장 접근 방법은 마케팅 전략의 중요한 부분입니다. 궁합 대티 티총 라 là một một phần ban quan quan trọng trọng của chiến qua lược chiến lược T2 tiếp thị marketing là gì? tiếp thị TFT TFT, ok. Còn câu đó marketing TFT câu báo tiếp thị.회사의 전략적 방향은 고객과 시장의 피드백을 기반으로 조정되어야 합니다. 회사의 전략적 방향은 고객과 시장의 피드백을 기반으로 조정되어야 합니다. 품과 실력교환 그는 공기 라 닥독 định hướng chiến lược của công ty Phan Huy phải được điều Phan chỉnh. Huy Phan Huy Feedback Da Ba Bạn Các hàng và thị trường phải Qua được các hàng điều và thị chỉnh. trường Kỳ ban là gì? Thì ban là Gặp Khi tư vẻ. Thì ban là Mua sợ À, thì bạn là bài đọc. Dựa trên. Điều chỉnh. Chém Không, dựa trên. phan. Tổ chung để ta. Xin chúa. Chém phan. Phản Hà hồi nội. từ khách hàng và À, thị trường. chi chung. À, chú. Chú các hàng và thị trường. Định hướng. Sẽ lúc qua công ty. Bài đọc. Điều chỉnh dựa trên thì bạn Dựa trên. dựa trên phản hồi Trên. phản ánh nè Phản hồi. Khi tư bạc là phản hồi. nè Đấy, đã chuyển hàng Định hướng định định hướng chiến chiến lược của lược công của công ty ty phải được điều là chỉnh dựa trên phản hồi phản hồi chuyển lãnh của chuyển lãnh khách hàng tu và can phản hồi tu các hàng và thị trường nè. ok 가봄 최적화 조치를 실시함으로써 비즈니스 전략의 효율성을 향상시킬 수 있습니다 최적화 조치를 실시함으로써 비즈니스 전략의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 최적화 là gì? Tiếng Việt. À, tôi hiểu à. Ok. Đã được tối tôi ưu hiểu à. hóa Chiến lược chiến doanh. Hiệu quả là của chiến lược chiến doanh. Đã được. Có thể hiệu quả. ham mưu rô so si si ham mưu rô so nghĩa là gì? Không biết. À, không biết đâu phải không? Gen, à, trên cái các biện pháp thô lưu hóa xế chấp. Tăng cường tốc quả và chế lúc kinh doanh. Trên cái các biện pháp tối ưu hóa biện pháp chân cái tăng cường tăng cường Chô chi là tu chi chô tất chi cả tu chi em vẫn đọc bút kéo thật sự ở đâu tu ạ? chi là pen pháp biện pháp tối Biện ưu pháp hóa à? biện pháp các biện pháp Biện trên pháp à? trên cái các biện pháp tối ưu hóa để giúp tăng cường hiệu quả và chất lượng kinh doanh trên cái
biện pháp Rồi chi là biện trên pháp. trên cái là trên biện Si pháp si. chế cho khoa là gì Si tình âm hòa thanh cả sức là tăng cường hiệu quả của chiến lược kinh doanh. cái lúc kinh doanh nè qua chúc qua qua chân lúc kinh doanh câu năm 평가하고 위험을 최소화하는 것은 전략 실행 과정에서 불가피한 부분입니다. 평가하고 위험을 최소화하는 것은 전략 시행 과정에서 불가피한 부분입니다. 네. 평가하고 위험을 최소화하는 것은 불가피하다나 꽁트에 따이 라 맞아. 불가피하다 꽁트에 là첸, 꽁트에 첸. không thể thiếu. 꽁트에 튜, 꽁트에 튜. 불가피하다. 꽁트에 Không thể튜. thiếu trong quá중 trình과징 thực hiện chiến lược. được 줄 대륙 최소화 최소화 로일로 로일로 tối ưu hóa.평가 라지 대응한 땡벤 Công ca đánh giá.땡자 바 로일로 최소화 뭐예요? 최소화 라지 Tối ưu hóa백 단자 바아 giảm thiểu땡 rủi주 로일로 백 단자 giảm thiểu rủi Một phần con thể thiếu trong quá trình thực hiện chiến lược thực hiện chiến lược nè ro alcanzó giảm thiểu rủi ro vì hoa mươi chuyên số hoa. tan gia big tan gia ba chấm dứt lôi lô là không thể chiến quá trình chiến lược một phần Việc đánh giá và giảm thiểu rủi nè ro là một phần không thể thiếu nè trong quá trình thực hiện chiến lược. nè tôi sẽ đọc tiếng Hàn em sẽ đọc theo mình 기업은 장기적인 비즈니스 목표를 달성하기 위한 전략적 계획이 필요합니다. 기업은 장기적인 비즈니스 목표를 달성하기 위한 전략적 계획이 필요합니다. 시장 접근 방법은 마케팅 전략의 중요한 부분입니다. 시장 접근 방법은 마케팅 전략의 중요한 부분입니다. 회사의 전략적 방향은 고객과 시장의 피드백을 기반으로 조정되어야 합니다. 회사의 전략적 방향은 고객과 시장의 피드백을 기반으로 조정되어야 합니다. 최적화 조치를 실시함으로써 비즈니스 전략의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 최적화 조치를 함으로써 비즈니스 전략의 효율성을 항상 시킬 수 있습니다. 평가하고 위험을 최소화하는 것은 전략 실행 과정에서 불가피한 부분입니다. 평가하고 위험을 최소화하는 것은 전략 시행 과정에서 불가피한 부분입니다. 네. 저 주엔 대화할게요. 네. 팅한 안녕, 어떻게 지내? 안녕, 괜찮아. 다가오는 프로젝트를 위해 몇 가지 전략적 계획을 세우고 있어. 너는 어때? 흥미로워 보이네. 최근에 나도 개인 발전을 위한 나만의 전략을 고민하고 있어. 맞죠. 계획을 세우는 것이
중요하죠. 나는 어떤 전략을 노력하고 있니? 나는 시간 관리와 명확한 목표 설정에 집중하고 있어. 이것이 나에게 집중력과 동기부여를 유지하는 데 도움이 되고 있어. 그게 현명한 선택이야. 명확한 목표와 효과적인 시간 관리는 어떤 성공적인 전략의 중요한 구성 요소다. 네, 잠깐만, 모이뚜 테 나올로이. 아이, không tệ lắm. Chỉ đang làm việc về một số kế hoạch chiến lược cho dự án sắp tới thôi. Còn bạn thì sao? Nghe có vẻ tu vi đấy. Khán giả, tôi cũng đang suy nghĩ về các chất lạc lên chỗ sự phát triển cá nhân. Đó là tuyệt vời. Có kế hoạch là quan trọng. Bạn đang xem xét loại chiến lược nào? Đồ đang tập trung vào quản lý thời gian và tức là các mục tiêu lâu là do bản thân nó đã giúp tôi chịu được sự tập trung và động viên. Đó là lựa chọn thông minh, mục tiêu rõ ràng và quản lý thời gian hiệu quả là các yếu tố chính của một chiến lược thành công. Nghe tiếng bê để hoàn phục kế ô. Chào bạn, nhóm, mùi tú tê nào lỗi. Ở thức kê chị nèo. Không tệ lắm à, Huyền Trang này rồi. À, bên trên này không thể làm. Mà Thì đang특별한 일 làm việc. 없어요, 이거예요? không thể làm. 특별한 일 없어요? 일 없어요? 응. 아, 오케이. 특별한 일 없어요. 홍텔라. 없어요. 네네. 특별한 것이 없어요. 오직 당란백 딱 있어요. làm việc. 네, 관해서 일이 일해요. 모습 관해서 계획들이 있는데 뭐 전략 소 계획 전략 진로 계획에 관한 거 일이 있는데 조조한 프로젝트 또이 라할 거예요. 또이 답 dự án sắp tới Takao는 다가오는 프로젝트 들을 위한 전략 계획에 관한 일이 좀 있어요. 이 이미 당란백 정 메모소크에 있어요. 네네 연락 요조한 사또 이디언 건반티사오 너는 어떠니? 너는 어떻게 지내? 오 좋아 이거예요? 오 네, có vẻ thú vị đấy. Né, có vẻ tubi đại, chơi game này, tubi? Thú vị. Chemistor? Chémi Ok. Chơi game này, gần đây, tôi cũng ô tô, nà tuan, bằng suy nghĩ, sáng tác hago isso, về cách chơi lắc, gần lạc ghê đề sau, linh, liêng sòng. ngồi, liêng là gì? Chiến lược riêng là ổ chích à? Ăn Logic. vải. Ok. Tôi nói cho xuất phát trên cá nhân bộ cá nhân. À, Cái in개인적인 bài tròn.발전을 위해서 오직 중요한 Nên sao?전략을 생각하고 있어. 오케이. 놀라토프 그거 좋아. 훌륭해. 계획? 훌륭해. 네, 라 관종. 그 계획을 갖는 거는 중요하지. 맹랑쌤쌤, 로이, 첼럭, 나우, 어떤 전략을 찾고 있니? 어떤 전략을 쌤쌤, 쌤쌤 찾고 있어? 보고 있어? 보고 있어? 네네네. 맹랑쌤쌤, 로이, 첼럭, 나우. 도이당 갑. 나는
집중 빨리 또 이제 시간 관리. 집중 해요. 네, quản lý 시간 thời gian 관리에 là 집중해요. 시간 관련 관리, 시간 관리. 관리 예, 바, 라. 목표로랑 클리어. 로랑 라 분명한 목표. 목표. 목표 rõ ràng Bản thân là gì? cho bản thân là trả trả kỳ trả xin. 아, 나를 위해서 분명한 목표를 설정하고 시간 관리를 집중하고 있어. No, 다죽? 그것은 나를 도와줘. 나좀 도와줬어. 유, 늑, 두탑중 집중하는 것과 동변 라지? 니야 동변? Sự tập trung và động viên là không biết. 동변? 네, 동변 라 잠깐만요. 동기부여? 동기부여. 동변, 동기부여. 동기부여는 아, 뭐냐면 할수 있도록 도와줘요. 고태 람백 지역 또이 람백 동기부여 동변. động viên không네. 아, động li không 부동산 알고 싶어요? 동변 동기부여. 그래서 공부해요. M 당 혹 동변 되게 동기부여예요. 동변. 오케이. Me too. 도일라 혹 모당 송오 베남 라 동변 데혹 땡벳. 오케이. 네, 오케이. 노랄로아 종 동민. 그거는 똑똑한 선택이야. 똑밀라 스마트. 똑똑하다. 예. 똑똑한 선택 중에 하나야. 목티울로랑 분명한 목표와 마다 빨리 도이잔 똑발라. 효과적인 시간 관리는 라딱 유토. 유토라지? 요소, 아, 요소, 요소. 요소. 필요한 요소와 모첼륵 단공, 성공 전략에 필요한 요소야. 맞아요? 요초친, 오케이. 돌랄로아, 종통민. 나이마이 중딱 그때 혹 라이 젤룩 내일 다시 이 내용 한번더 공부해요. 발음도 공부하고. 나이마이 네 네. 네 1분 남아서 다할수 없어요. 홍케 람백 혹 네, 홍대 혹, 예, 나이마이, 중따코테 혹, 오케이. 네. 네, 바이바이. 네, 수고했어요. 햇빛. 수고하셨어요. 바이바이. 네.